Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào tiết 2 bài 55 trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối. Bài tập số 1 yêu cầu các em tính nhẩm. Ta có 6.000 trừ đi 2.000 bằng 4.000. Chúng ta sẽ viết thành số là dạng 4.000. Tiếp theo, 5.000 trừ đi 3.000 thì bằng 2.000. Các em sẽ viết dưới dạng số luôn. 9.000 trừ đi 6.000 thì bằng 3.000. Các em viết 3.000. 8.000 trừ đi 4.000 thì bằng 4.000. Tiếp tục, 10.000 trừ đi 7.000 thì bằng 3.000. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Câu chuyển sang bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các em tính nhẩm theo mẫu. Những ai chưa xong bài tập số 1 thì các em hãy dừng lại để làm cho xong. Mẫu của chúng ta là 6.800, các em trừ đi 400. Ở đây các em sẽ lấy cái số trăm này. Các em trừ đi số trăm, tức là lấy 800 trừ đi 400 thì bằng 400. Như vậy 6.800 trừ đi 400 thì bằng 6.400. Viết dưới dạng số là 6.400. Đấy, lấy 800 trừ đi 400 bằng 400, còn 6.000 này các em giữ nguyên. Như vậy là được 6.400. Tương tự, 7.800 trừ đi 5.000 thì các em lấy 7.000 trừ đi 5.000 bằng 2.000. 2.000 với ở phía trước này có thêm 800 nữa. Như vậy chúng ta được 2.800. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài các cái ý ABC của bài tập số 2. Ý thứ nhất là 3.700 trừ đi 500. Kem nhẩm, ta có 700 trừ đi 500 thì bằng 200. 3.000 các bạn giữ nguyên. Như vậy chúng ta được là 3.200. Kem sẽ viết cho cô là bằng 3.200. Tiếp theo sang ý B, 7.800 trừ đi 700. Kem lấy 800 trừ đi 700 bằng 100. 7.000 này giữ nguyên. Như vậy là bằng 7.100. Sang ý C, ta có 4.200 trừ đi 3.000. 4.200 trừ 3.000, các em lấy 4.000 trừ đi 3.000 thì bằng 1.000. Phía trước còn 200 nữa, như vậy là còn 1.200. Tiếp theo, 5.300 trừ đi 2.000. Ta lấy 5.000 trừ đi 2.000 thì bằng 3.000. Phía trước có thêm 300 nữa, như vậy là bằng 3.300. Xong được bài tập số 2, những ai chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập số 3. Cô có bài tập số 3, yêu cầu các em nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó. Phép tính đầu tiên, chúng ta nhẩm 7.000 trừ đi 2.000 thì bằng 5.000. Như vậy, phép tính đầu tiên này, các em sẽ nối đến là cái kết quả là 5.000. Nó xuất hiện ở chú voi, đúng không nào? Như vậy đây, các em thấy xuất hiện 5.000 ở chú voi đây. Chúng ta sẽ nối đến chú voi. Phép tính thứ hai, cô có 1.400 cộng với 600. Các em có thể đặt tính theo hàng dọc, hoặc bạn nào nhẩm luôn thì cũng có thể là nhẩm luôn nhé. Thì ta có 1.400 cộng với 600. 400 cộng với 600 thì bằng 1.000 này. 1.000 cộng với thêm 1.000 ở phía trước nữa bằng 2.000. Như vậy kết quả là 1.400 cộng với 600 thì bằng 2.000. Như vậy chúng ta sẽ nối đến đây. Phép tính cuối cùng, ta có 2.000 trừ đi 300 thì bằng 1.700. Các em có thể đặt phép tính ra ngoài giấy nhé. Đấy, 2.000, các em trừ đi 300. Ta có 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 0 không trừ được cho 3. Các em mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ đi 3 thì bằng 7. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 2 trừ đi 1 thì bằng 1. Như vậy 2.000 trừ đi 300 bằng 1.700. Các em sẽ nối đến số 1.700 ở trên chú hươu này. Như
Như thế là cô và các bạn đã vừa hoàn thành thêm được bài tập số 3. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 4. Những ai chưa xong thì các em có thể dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Cô có bài tập số 4 như sau. Trong năm học này, một trường đại học có 5.250 sinh viên. Đến cuối năm học có 1.300 sinh viên tốt nghiệp ra trường và đầu năm học mới có 1.500 sinh viên mới nhập học. Hỏi trong năm học mới, trường đại học có bao nhiêu sinh viên? Như vậy này, có trường này. Trong năm học có trường này sinh viên mà đã tốt nghiệp trường này. Như vậy các em sẽ tìm số sinh viên còn lại còn lại trường đúng không nào? Còn ở lại trường trong cái năm học này bằng cách lấy 5.250 các em trừ đi 1.300. Sau khi tìm được số học sinh còn lại ở trường của năm học này thì các em sẽ tìm cho cô là trong năm học mới trường đại học có số sinh viên là các em sẽ lấy số sinh viên còn lại các em cộng với số sinh viên mới nhập học thì sẽ ra được số sinh viên trong năm học mới. Số sinh viên ở lại trường còn ở lại trường trong năm học này. Còn ở lại trường trong năm học này. Các em sẽ lấy tổng số sinh viên là 5.250. Các em trừ đi số sinh viên đã tốt nghiệp 1.300. Cô nhẩm theo hàng ngang luôn nhé. 0 trừ đi 0 bằng 0 viết 0. 5 trừ đi 0 thì bằng 5. Viết 5. 2 không trừ được 3, mượn 1 phía trước lấy 12 trừ 3 bằng 9. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 1 nhớ 1 bằng 2, 5 trừ đi 2 thì bằng 3. Như vậy, sau khi trừ số sinh viên tốt nghiệp ra trường thì số sinh viên còn lại là 3.950 sinh viên. Còn lại trường này sinh viên và nhập học mới thêm 1.500 sinh viên. Vậy trong năm học mới, trường đại học có số sinh viên là trong năm học mới trường đại học có số sinh viên là 3.950. Các em cộng với số sinh viên mới nhập học. Ta có 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5. Như vậy, trong năm học mới, trường đại học này có 5.450 học sinh. 5.450 sinh viên. Đáp số là 5.450 sinh viên. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa đi xong được tiết 2 của bài 55 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối.
Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.